Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành à, phố Westminster, California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thực lệ mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta và chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên facebook và được phát lại trên youtube tuy nhiên bên facebook của phong đang có vấn đề không phát livestream được đành phải phát lại trên youtube cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả trên facebook và quý vị, trong ngày hôm nay thì cái đề tài của tôi là cũng liên quan tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ sau cái ngày Super Tuesday. Ông Trump lại có thêm một cái phần gọi là đoàn kết trong Đảng Cộng hòa nhiều hơn. Thứ nhất là sau khi bà Nikki Haley đã đưa ra một cái bài diễn văn rút lui và tuyên bố rằng là sẽ tiếp tục ủng hộ cho những ứng cử viên nào được Đảng Cộng hòa đề cử. Tuy nhiên, bà lại không endorse ông Trump và ngay sau khi mà bà đưa ra cái lời tuyên bố này thì ông Trump đã có một cái phản ứng với bà Nikki Holly ở trên trang Do Social của ông phản ứng này thì không có phải là phản ứng xấu mà ông chỉ lên tiếng và ông nói rằng ông mong muốn bà đi tới cuối con đường tức là tiếp tục tranh cử với ông nhưng mà cuối cùng thì bà rút lui rồi ông nói tôi tôi muốn là bà ta tiếp tục cho tới ra cuối cùng nhưng mà cuối cùng thì bà ta bỏ rơi giữa chừng và thứ hai là ông đã lên tiếng chính thức kêu gọi những người ủng hộ cho bà nikki haley là gia nhập phong trào maga để mà chúng ta có thể xây dựng nước mỹ trở lại một cách vĩ đại cũng như là chúng ta sẽ thúc đẩy cho nước mỹ trở nên mạnh mẽ hơn thì đây là lời phản ứng của ông trump đối với lại bà nikki haley tuy nhiên quý vị sau cái chiến thắng này thì có một số vấn đề có lẽ tôi phải nêu ra thứ nhất là các thành viên khác của đảng cộng hòa trên sàn thượng viện đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ và bắt đầu nhìn thấy được cái chiều hướng của phong trào maga và cái học thuyết về trị nước của ông trump và cũng như là ra làm việc cho quốc gia nhiều hơn thì quý vị đã có một số người thay đổi quan điểm đầu tiên thì như sáng ngày hôm nay tôi có loan cho quý vị là miss mcconnell là một trong những người được xem là giữ khoảng cách với ông trump lúc ông trump còn là tổng thống thì là Miss McConnell là đồng minh của ông Trump trong lúc làm việc. Nhưng sau khi mà ông rời khỏi ghế tổng thống, đặc biệt là cái biến cố ngày 6 tháng 1 thì Miss McConnell đã chỉ trích ông Trump và Miss McConnell đã giữ một cái khoảng cách rất xa với ông Trump. Thì quý vị, sau chiến thắng tối ngày hôm qua thì Miss McConnell tức là chủ tịch của của cái khối thiểu số tại Hạ viện tại Thượng viện đã chính thức lên tiếng endorse ông Trump và trước đó thì nhân vật số 2 John Toon của Đảng Cộng Hòa ở tại South Dakota <laughs> nhân vật có thể thay thế Mitch McConnell làm lãnh đạo của khối Cộng Hòa ở tại Thượng viện cũng đã lên tiếng endorse cho ông Trump và quý vị, chúng ta đã thấy được thì bản tin mà sáng nay tôi có loan cho quý vị là Mitch McConnell đã endorse cho ông Trump trong cái ghe vai trò tranh cử tổng thống năm 2024. Và trong đó thì ông Mitch McConnell nói rằng là điều này rõ ràng, cứu tổng thống Trump đã nhận được sự ủng hộ của các cử tri đại công hòa và sẽ trở thành người mà chúng tôi đề cử ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Ông Mitch McConnell đã đưa ra trong bản statement và họ nói cái kết quả này cũng không gây bất ngờ. Và ông sẽ được sự ủng hộ của tôi. Đây là lời phát biểu của ông Mitch McConnell. Và bên cạnh đó, một nhân vật khác trong ngày hôm nay được xem là người được xem là ở trên sàn thượng viện cũng chính thức endorse cho ông Trump. Và bà cũng được xem là một trong những thượng nghị sĩ có quy thế ở trên đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ. Đó là thượng nghị sĩ Johnny Ernst đã chính thức trở thành người mới nhất và ủng hộ cho ông Trump. Quý vị, đây là một trong những cái... <laughs> lần endos là thương nghị sĩ John East đã trở thành người à, à, cuối cùng để mà final tức là trong cái, à, cái khối ta đảng cộng hòa ở trên sàn thượng viện là endos cho ông Trump trong đó thì thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa là bà johnny us ở tại iowa đã endorse cựu tổng thống trump trở thành ứng cử viên của đảng cộng hòa trong ngày thứ tư sau khi mà bà được xem là một trong những thành viên cuối cùng final của đảng cộng hòa đã à, là trong cái vai trò lãnh đạo của đảng cộng hòa ở trên sàn thượng viện đã đưa ra lời phát biểu này chúng ta cần phải đánh bại joe và lấy lại quốc gia của chúng ta bà ertz đã viết trên trang platform x à, và và nói rằng donald trump có được sự ủng hộ của tôi quý vị thấy bà ấy chúng ta cần đánh bại donald và uh, joe biden và lấy lại quốc gia của chúng ta uh, và đưa vào họ đi vào đúng hướng và Donald Trump có sự ủng hộ của tôi. Lời phà, phát biểu của đưa ra chỉ một ngày sau khi mà ông Trump đã thắng hơn 1.000 à, cái à, đại biểu đoàn, chỉ gần 1.000 cái đại biểu đoàn và trong đó bao gồm luôn cả những người mà trước đây đã từng là là đối thủ của ông cũng đã ủng hộ cho ông. Như vậy thì quý vị, bà là một trong những lãnh đạo của đảng Cộng hòa trên sàn thượng viện. Và bà là cái người mới nhất và là người sau cùng trong cái giới lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại sàn Thượng Viện chính thức endorse cho ông Trump như vậy thì quý vị thứ nhất chúng ta thấy được cái chiến thắng ngày hôm qua của ông Trump đã uh, dễ dàng hơn so với lại năm 2016 gần như là ông đã được sự ủng hộ đa số chưa phải là tuyệt đối đa số của đảng Cộng hòa cả lưỡng viện quốc hội lẫn trong cái khối cử tri và điều này nó cũng đã nói được cái phần nào đúng của ông Trump là sự thành công sẽ khiến cho chúng ta đoàn kết và điều này một lát tôi giải thích tại sao ông Trump nói như vậy. Và bên cạnh đó thì quý vị, đài truyền hình Fox News đã đưa ra một cái cuộc thăm dò mới nhất cho thấy là cuộc đụng độ của Joe Biden và ông Trump tái đấu trở lại. Trong đó ông Trump đã hơn hẳn Joe Biden trong nhiều vấn đề khác nhau. Để quý vị, trên đài truyền hình Fox News cho thấy là ông Trump đã dẫn đầu trong cái khối cử tri mà họ gọi là bất mãn với Joe Biden. Ông Trump đã thắng 14 trên 15 tiểu bang trong ngày Super Tuesday. Và trong đó thì họ dự đoán là trong tổng số 270 cử tri đoàn thắng thì trước hết là họ dự đoán là ông Trump được 251 và ông Joe được 241 trong cái uh, cuộc tranh uh, cái cuộc gọi là chạy đua này và bây giờ còn lệ thuộc lại là 7 tiểu bang chiến lược ai sẽ là người chiến thắng. Trên nguyên tắc thì bây giờ ông Trump dẫn đầu là 251 so với Joe Biden là 241, tức là ông Trump còn 19 đã à, cử tri đoàn, còn Joe Biden còn 29 cử tri đoàn. Và trong đó thì quý vị, à, trong cái vấn đề gọi là <laughs> à, những người mà bất mãn đối với cái cuộc à, những gì đang diễn ra 72%, Mặc dù rằng à, cả ông Trump lẫn Biden đã bị à, in favor tại vì tuổi tác quá lớn là 6 trên 10. Trong khi đó thì à, à, ủng hộ à, của ở trong đảng thì họ cho thấy rằng là được 18%. Bên cạnh đó thì họ cho thấy là các cuộc thăm dò từ các tờ báo New York Times cho tới uh, quý vị thứ nhất là Fox News, ông Trump gác 2 điểm, tức là 49 trên 47. Wall Street Journal, ông Trump gác 2 điểm, 47 trên 45. Và cái cuộc thăm dò của New York Times và Siena College, ông Trump gác 48 trên 43 và cuộc thăm dò của AP thì ông Trump gác 48 trên 44 tức là à, 4 điểm tức là quý vị thấy là tờ New York Times với lại CNN phối hợp thì cho thấy là ông Trump gác 48% trong khi Joe Biden chỉ được 43% và những người, những người nghĩ về Joe Biden quá già thì quý vị là ông ta có đủ đủ tinh thần để trở thành một tổng thống nữa hay không 62% nói no và có phải là nói là ông ta quá già để ra tranh cử chức tổng thống hay không? 75% nói là yes tức là họ thấy rằng là ông ta quá già. trong khi đó thì ông ta sẽ đã bị mất rất nhiều những cái uh, vấn đề. trong đó thì ông ta đã bị disapprove, tức là bị uh, mất cái khối phiếu ủng hộ và bị bất đồng của người cử tri. Immigration, tức là vấn đề di trú, 66%. vấn đề lạm phát, 65%. vấn đề do thái giữa hamas, ông ta mất đi 65% và vấn đề kinh tế ông ta mất 62%, vấn đề Trung Quốc ông ta mất 61%, và vấn đề chọn bà Kamala Harris làm phó tổng thống ông ta mất 58%. Đây là con số mà cho thấy rằng là ông Joe Biden đã bị mất đi và sự nhiệt tình đối với lại ông Trump và Joe Biden như thế nào? 48% những cứ, uh, cử cử tri của đảng mà rất nhiệt tình với ông Trump, trong khi chỉ có 23% đảng dân chủ là nhiệt tình với ông Joe Biden và vấn đề gọi là satisfy tức là gọi là bất mãn thì bất mãn chứ không phải có nhiệt tình thì ông Trump là bị bất mãn khoảng 32% nhưng ông Joe Biden bị bất mãn lên tới 43% và vấn đề gọi là bất mãn nhưng mà không có tới nổi mà nổi giận thì ông Trump được 9% còn Joe Biden tới 26% và nổi giận thì ông Trump được 9% và Joe Biden được 6% và trong đó thì quý vị ông Trump đã thắng được cái liên minh của Joe Biden như thế nào 28% cử tri da đen ủng hộ cho ông Trump đụng độ với Joe Biden và à, 7 lần so với năm 2020. Ok, gấp 7 lần, tức là trước đó thì ổng chỉ được có 4%, bây giờ ổng được 28%, tức là gấp 7 lần. Và dấu hiệu ủng hộ của uh, những cử tri dành cho ông Trump với lại Joe Biden thì ông Trump đã có được 51% khối cử tri dưới 30 tuổi và gần như bản báo cáo mới nhất cho thấy cộng đồng Hispanic là ông Trump đạt được 48% và phụ nữ ở các vùng ngoại ô thì ông Trump được 43%. Đây là con số cho thấy và cái chính sách nào giúp cho quý vị và gia đình thì trong đó 45% chọn cái chính sách của ông Trump, 25% chọn chính sách của Joe Biden và vấn đề gọi là uh, pháp lý của ông Trump có thể sẽ dẫn tới một cái sự tệ hại nếu như mà cái vấn đề pháp lý của ông Trump mà xảy ra tức là ông bị kết tội thì uh, 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 quý vị uh, ông Trump có bị uh, kết tội là ba năm mươi phần trăm nói rằng ông có thể bị kết tội 36% phần trăm nói rằng không và nếu ông Trump bị kết tội thì cho bên gác ông Trump là 48 trên 44 đây là con số mà họ cho họ dự đoán thôi và Vấn đề liên quan tới uh, ủng hộ về vấn đề quyền phá thai thì uh, cái vấn đề mà legal tức là uh, hợp pháp trong tất cả các trường hợp là họ ủng hộ là 28%. Vấn đề uh, gọi là hợp pháp trong vấn đề phá thai trong một số trường hợp được loại từ 32%. Vấn đề hợp pháp trong vấn đề giới hạn một số trường hợp là 29%. Thì quý vị đây là những con số mà chúng ta thấy được uh, là đài truyền hình Fox đã đưa ra. Như vậy chúng ta đã có một bức tranh toàn diện so sánh giữa Joe Biden và ông Trump. Đây là cái sự so sánh về mặt diện của hai người so với năm 2020 thì ông Trump đã đạt được rất nhiều kết quả khả quan, trong khi Chô bên thì mất rất nhiều do chính sách của ông ta. Thì quý vị, đó là cái sự so sánh của đôi bên. Tuy nhiên, ở đây cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây thì nó sẽ cho thấy hai hình ảnh khác nhau. Nó gần như là trái ngược với năm 2016. 2016 toàn bộ đảng Dân Chủ đều đoàn kết đứng sau lưng bà Hillary Clinton. Trong khi đảng Cộng Hòa còn còn đánh lộn, vật lộn với nhau về việc có nên hay không nên ủng hộ ông Trump. Thì quý vị, năm 2016, nhưng mà 2024 thì tình hình ngược lại. Ông Trump gần như đã được sự đa số tuyệt đối ở trong đảng Cộng Hòa ủng hộ và sự đoàn kết. Ngược lại, Joe Biden thì đang đối diện với sự chia rẽ trầm trọng trong Đảng Dân chủ. Sự chia rẽ này đến từ hai cái uh, vấn đề khác nhau. <laughs> vấn đề thứ nhất là vấn đề kinh tế, lạm phát và di trú. Joe Biden đã đánh mất rất nhiều phiếu của các cử tri Đảng Dân chủ. Điều này đã khiến cho một số thành viên Đảng Dân chủ bất đồng ở trong cái chính sách của Joe Biden. Đây là vấn đề đối nội. Thì quý vị, về đối nội, Joe Biden đã thất bại hoàn toàn bởi vì ông ta đã làm mít lòng những khối cử tri đã ủng hộ trong ta năm 2020. Trong đó vấn đề lạm phát và kinh tế đứng đầu, vấn đề di trú đứng hàng thứ nhì, vấn đề tội ác cộng đồng đứng hàng thứ ba. Thì quý vị, ông ta đã làm mất lòng rất nhiều cử tri trong đó gồm có cử tri trẻ, cử tri da đen và cử tri gốc Hispanic tức là gốc Latino. Bên cạnh đó thì một cái vấn đề quan trọng trong thời gian gần đây đó là cuộc chiến của do Thái và Hamas đã khiến cho khối cử tri của Joe Biden bị chia rẽ trầm trọng hơn. Những thành phần cấp tiến cực tả phản đối cái chính sách ông Joe Biden ủng hộ cho do Thái, trong khi những đảng viên truyền thống của đảng Dân chủ thì vẫn ủng hộ cho Joe Biden và ủng hộ cho do Thái. thì quý vị, sự chia rẽ trầm trọng này đã diễn ra, đã diễn ra trong cái vấn đề liên quan tới cái gọi là khối phiếu thì nó ngược lại so với năm 2016. 2016 thì toàn bộ đảng Dân Chủ đều đoàn kết đứng sau lưng bà Hillary. 2024 với Joe Biden, họ bị chia rẽ. Và một số cử tri chê ông quá già, không muốn bầu cho ông nữa. Và một số cử tri mà gọi là trung thành với đảng Dân Chủ thì vẫn ủng hộ cho ông. Thì quý vị thấy rõ ràng, đảng Dân Chủ càng tới lúc bầu cử năm 2024, tháng 11 thì họ lại càng bị chia rẽ. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa thì mới bây giờ là tháng 3 thôi Và ông Trump vừa thắng cái Super Tuesday Và mà Ricky Holly rút lui thôi Thì toàn bộ đảng Cộng Hòa Đều đứng sau lưng ông Trump Tất cả lãnh đạo trên sàn Thượng viện Đều ủng hộ cho ông Trump Còn dưới sàn Hạ viện Thì đồng minh của ông đông hơn rất là nhiều quý vị Trong đó thì quý vị thấy là ngày hôm qua Ông Mike Johnson chủ tịch của Hạ viện Nói rằng rất vui khi nhìn thấy Cuộc tái đấu của ông Trump và Joe Biden và ông chủ tịch Hạ viện khẳng định ông rất vui vào ngày hôm qua khi ông Trump chiến thắng toàn diện. Thưa quý vị, Speaker Mike Johnson tức là chủ tịch Hạ viện, chúng tôi nhìn thấy cuộc tái đấu của Joe Biden và trong đó thì chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói rằng Đảng Cộng hòa rất vui mừng trong ngày Super Tuesday, kết quả dường như sẽ là cuộc tái đấu của Joe Biden và ông Trump. Chúng tôi rất vui mừng với kết quả vào tối ngày hôm qua, ông Johnson đã phát biểu như trên trong cái uh, cuộc họp báo thường niên của các thành viên đảng cộng hòa tại hạ viện và cuộc uh, chạy đua này rất rõ ràng là cuộc tái đấu và chúng tôi rất muốn có cuộc tái đấu này và trong một cái nhìn của tôi thì ông tổng thống joe biden với những thông điệp mà ông đưa ra để tái lập lại cái uh, nền tảng của người dân hoa kỳ nó không phải chỉ là một cái giả thuyết và một cái thuyết âm mưu và chúng ta đã biết được những gì tổng thống trump đưa ra trong hai năm đầu của chính quyền của ông và chỉ hai năm chúng ta đã có một cái nền kinh tế tuyệt vời ở trong lịch sử của thế giới và không chỉ hoa kỳ và đây là lý do tại sao chúng tôi đã có những hành động và chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ cho cái giá trị bảo thủ và là một thành viên đảng hòa chúng tôi giới hạn tất cả những cái chi phí của chính phủ chúng tôi cắt giảm tất cả những cái quy tắc khó khăn và đương nhiên chúng tôi có cái lịch sử là cải tổ về thuế và cắt giảm thuế các thành viên Đảng Cộng hòa làm việc rất cận lực để mà có một tân tổng thống, vị tổng thống 47 và chúng tôi uh, đưa ra và cho thấy rõ ràng ông Trump là người mà chúng ta sẽ uh, đưa chúng ta đến một cái uh, uh, chia vượt qua những cái thảm kịch và khủng hoảng và chúng ta đang nhìn thấy hiện nay. Đây là lời phát biểu của ông Mike Johnson đưa ra. Và quý vị, trên sàn Hạ viện, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jim Jordan, chủ tịch Ủy ban uh, giám sát và trách nhiệm tại Hạ viện là ông James Comer. Chủ tịch Ủy ban Đường hướng và Đạo đức là ông Jason Smith cũng như là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại là ông Michael McCourt. Tất cả những người này và kể cả Chủ tịch Tiểu Ủy ban Đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc Mike Gallagher đều đồng loạt ủng hộ cho ông Trump. Và người đứng đầu của House Freedom Caucus cũng đã lên tiếng và ủng hộ cho ông Trump. Tất cả những thành viên bảo thủ ở trong đảng Cộng Hòa cứng rắn cho tới ôn uh, ông hòa đều đồng loạt ủng hộ cho ông Trump. Quý vị thấy ông Michael McCord không phải là một người cứng rắn. Ông là chủ tịch ủy ban đối ngoại. Ông là một người ôn hòa. Nhưng ông vẫn ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trump. Thì quý vị thấy là gần như sàn hạ viện, trên sàn thượng viện. Tất cả những lãnh đạo của các nơi này đều là những người ủng hộ cho ông Trump. Đều là những người ủng hộ cho ông Trump. Và đặc biệt là nhân vật ủng hộ mạnh mẽ nhất tức là bà Stephanie à, uh, uh, Stephanie bà là ai bà là nhân vật số 3 của đảng cộng hòa tại hạ viện và nhân vật số 2 là ông Steve Scalise cũng là người ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trump nhân vật số 1 là Mike Johnson cũng ủng hộ cho ông Trump gần như đảng cộng hòa đã đứng sau lưng ông Trump đòi toàn diện và lần này là nó khác biệt với năm 2016 và thứ hai là lần này tại sao họ ủng hộ cho ông Trump thứ nhất là họ đã thức tỉnh họ thức tỉnh với một cái học thuyết mới mà ông Trump đưa ra, không phải là cái học thuyết cũ của Reagan. Tức là Reaganism hay là bây giờ nó còn gọi là Trumpism, tức là học thuyết mới của ông Trump mà học thuyết đó tôi đã từng giải thích với quý vị là ra tranh cử để phục vụ quốc gia, không phải trên tinh thần đảng phái. Do đó quý vị, cái học thuyết này đã làm cho nhiều thành viên đảng hòa từ lâu nay họ sống trong cái bãi xình lầy cái bãi đầm lầy của washington dc họ quên đi cái mục đích họ ra phục vụ quốc gia mà họ chỉ tranh đấu về mặt đảng phái nhiều hơn thì cái vậy chính ông trump làm cho họ thức tỉnh làm cho họ thức tỉnh và bây giờ họ bắt đầu đứng sắp hàng sau lưng của ông trump đó là cái điều thứ nhất mà tôi nói rằng là ông trump đã là tạo được cái sự đoàn kết này thứ hai họ đánh giá lại mấy năm dưới triều đại của Joe Biden và mấy năm với triều đại của ông Trump, tất cả đều xác nhận từ người ôn hòa cho tới người cứng rắn, họ đều xác nhận bốn năm dưới triều đại của ông Trump tốt hơn nhiều bốn năm dưới triều đại của Joe Biden. Và họ thấy rằng cái đường hướng của ông Trump là tốt và cái chính sách của ông là đứng đắn. Do đó quý vị, họ đoàn kết sau lưng của ông Trump. Và thứ ba, họ biết rõ Ông Trump lần này không phải giống như năm 2016, không biết gì hết. Mà đằng này đằng sau lưng của ông Trump là cả một bộ sậu toàn là những tay tinh túy, tức là những uh, những tinh hoa của Đảng Cộng hòa. Những tinh hoa của Đảng Cộng hòa và giới bảo thủ. Họ soạn ra toàn bộ cái chiến lược cho ông Trump trong việc điều hành quốc gia không những là 4 năm của ông Trump mà cho mấy thập niên tới. Và cái chiến lược đó là toàn bộ Đảng Cộng hòa từ cái người ôn hòa cho tới cái người bảo thủ đều đồng ý. Thứ nhất là cải tổ toàn bộ cái cơ quan hành pháp quốc gia. Tức là gạt bỏ đi những cái quy tắc trước đây đã được nhóm cực tả à, Lepwin đó. Họ cài cấy và các cái quy tắc này vào trong các cái ban ngành của liên bang. Sẽ bị chẹp bỏ và sẽ có một cái khung quy tắc mới làm việc cho tất cả các ban ngành của liên bang. Khung quy tắc này dựa trên gì? Dựa trên cái vấn đề minh bạch và dựa trên cái tinh thần phục vụ quốc gia chứ không phải tinh thần đảng phái và thứ ba là sẽ có một cái sự gọi là báo cáo đầy đủ cho cử tri và dân chúng Hoa Kỳ biết tức là cái việc mà thay đổi khung quy tắc này nó là cả một cái cuộc gọi là cải tổ toàn bộ thì quý vị thứ nhất thứ hai là họ viết ra cái chiến lược đối nội lẫn đối ngoại cho Hoa Kỳ về đối nội làm cách nào giảm đi nợ công quốc gia giảm đi cái gánh nặng của chính phủ và gánh nặng của người dân thì quý vị họ sẽ giảm đi và cắt bỏ một số những ban ngành không cần thiết để tiết kiệm cái nguồn ngân sách quốc gia nhằm giảm đi cái chi phí của chính phủ và giảm đi cái nợ công quốc gia trong đó quý vị họ sẽ cắt giảm rất nhiều ban ngành họ cắt giảm và cắt bỏ ví dụ như ông trump đã từng tuyên bố ông nói nói rằng ông sẽ cắt bỏ luôn cái bộ giáo dục thì từ, từ nay về sau, các tiểu bang mà muốn xin ngân sách cho ngành giáo dục tiểu bang sẽ xin trực tiếp từ quốc hội. Và quốc hội sẽ đánh giá từng tiểu bang để cung cấp ngân sách, không cần thông qua cái bộ à, giáo dục của liên bang nữa. Thứ hai, ổng sẽ giảm tất cả cái thành phần nhân sự nằm ở trong cái bộ à, môi trường. Ổng sẽ hủy bỏ tất cả những cái quy tắc của bộ môi trường. Và tái lập lại bộ môi trường với một cái à, khung làm việc gọn nhẹ hơn quy tắc rõ ràng hơn và không gây tổn thương cho cộng đồng à, thương mại và cái cộng đồng phát triển kinh tế của Hoa Kỳ. Thứ ba là ông sẽ thúc đẩy thêm những cái à, chính sách để bảo đảm năng lượng của Hoa Kỳ. Trong đó ông sẽ tăng cường nhân sự trong bộ năng lượng để thúc đẩy các công ty về năng lượng là phải tăng cường việc sản xuất năng lượng nhằm bảo đảm cho cái nguồn năng lượng Hoa Kỳ không lệ thuộc ở bên ngoài. Và thứ tư. Ông sẽ cắt giảm đi cái à, gọi là cái à, rào cản ở trong cái à, bộ giao thông và vận tải với những cái quy tắc được đặt ra trong vấn đề môi trường gây khó khăn cho giới tài xế lái xe và các cái, cái công ty hàng không của Hoa Kỳ. Ông sẽ cắt bỏ. Ông sẽ cắt bỏ hoàn toàn. Do đó quý vị, về chính sách đối nội là toàn bộ cái cuộc cải tổ nguồn máy của hành pháp là điều mà không phải ông Trump làm mà toàn bộ cái bộ sậu đằng sau lưng ông Trump qua cái tổ chức gọi là Heritage Foundation họ soạn thảo hai năm nay trong cái project được đặt tên là Project 2025 họ cho thấy rằng là phải cải tổ toàn bộ và sẽ cắt giảm những cái nơi nào cần thiết để giảm đi cái chi phí của chính phủ làm gọn nhẹ lại cái quần máy của chính phủ và hủy bỏ một số những quy tắc gây khó khăn cho người dân thì quý vị do đó Đảng Cộng hòa lần này họ đoàn kết sau lưng của ông Trump không phải gì vì một mình cá nhân của ông Trump mà vì họ thấy được cái chiến lược và những người soạn chiến lược đằng sau lưng của ông Trump toàn là những tinh hoa của Đảng Cộng hòa, những tinh hoa của giới bảo thủ. Họ ngồi chung lại để soạn thảo ra toàn bộ cái chiến lược này không phải chỉ trong 4 năm của ông Trump mà sẽ kéo dài trong ít nhất 4 năm thập niên tới. Đặc biệt là chính sách đối ngoại chính sách đối ngoại, đảng Cộng Hòa có sự đồng nhất, Trung Quốc sẽ trở thành kẻ thù. Và Âu Châu phải sang sẻ thêm cái trách nhiệm của họ trong vấn đề giữ gìn trật tự an ninh không những cho Âu Châu và trên toàn thế giới. Tức là NATO sẽ không gói gọn ở trong cái liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, tức là Atlantic, mà sẽ mở rộng vai trò của họ trên toàn cầu. Trong đó bao gồm cả Á Châu, cả Trung Đông, cả Phi Châu để mà giảm đi cái tầm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc ở những khu vực này. Thì quý vị, ông Đảng Cộng hòa sẽ thúc đẩy là Âu châu, tức là liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Cái tên chính thức của nó là NATO và tiếng Việt chúng ta dịch ra là Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương thì nó sẽ không bị đóng khung ở trong vùng Bắc Đại Tây Dương nữa mà nó sẽ được mở rộng ra trên toàn cầu. Và muốn mở rộng ra như vậy, chi phí quốc phòng rất là nhiều. Do đó, họ sẽ áp lực các quốc gia đồng minh tăng cường ngân sách quốc phòng để tăng cường sự hiện diện của NATO ở khắp nơi, không phải chỉ ở khu vực Bắc Đại Tây Dương và ở Âu Châu. Thì đây là một trong những cái chiến lược mà họ vẽ ra và cái chiến lược này sẽ kéo dài ít nhất là 4 năm tập niên. Do đó quý vị, cái học thuyết của ông Trump nó dần dần đoàn kết được Đảng Cộng hòa và nó dẫn tới một cái cục diện rất rõ ràng, minh bạch hơn và đầy đủ trách nhiệm hơn giữa các quốc gia đồng minh có chung một giá trị và đồng thời quý vị họ sẽ thẳng mạnh thẳng tay hơn ở khu vực Á Châu những quốc gia nào chọn đứng về Trung Quốc những quốc gia nào chọn đứng về phía Hoa Kỳ nó sẽ rõ nét hơn không có mù mờ và không có mơ hồ giống như bây giờ thì quý vị bởi vì cái chính sách chiến lược quan trọng trong bốn năm tới là cô lập Trung Quốc tách rời Trung Quốc và cô lập Trung Quốc đây là cái chiến lược mà được xem là ưu tiên hàng đầu không những của ông Trump mà của toàn bộ Đảng Cộng hòa. Của toàn bộ Đảng Cộng hòa, họ sẽ có những chính sách cứng rắn với Trung Quốc, đặc biệt là Cộng sản Trung Quốc. Do đó quý vị, chính những cái điều này là có sự đồng nhất từ trong Đảng Cộng hòa, từ những thành viên ôn hòa cho những tới những cái thành viên được xem là bảo thủ. Vấn đề còn lại là ông Trump phải giải quyết sự khác biệt giữa phe bảo thủ và phe ôn hòa trong chính sách đối nội, trong đó những vấn đề nổi bật là vấn đề phá thai vấn đề quyền của các cái cái cộng đồng thiểu số trong đó có cộng đồng của giới đồng tính cộng đồng da đen và những cộng đồng khác thì làm sao ông Trump có thể dung hòa được cái sự cứng rắn của khối bảo thủ và cái sự thỏa hiệp của giới ông hòa để có thể điều hành vùng máy quốc gia và đoàn kết toàn bộ tại vì tất cả các thành viên của đảng cộng hòa bây giờ về chính sách đối ngoại họ đã đồng nhất riêng trong chính sách đối nội thì họ có sự đồng nhất rất là nhiều nhưng vẫn còn một số những vấn đề khác biệt đó là sự khác biệt về một số những cái chính sách liên quan tới xã hội liên quan tới quyền con người thì quý vị khối ông hòa à không muốn đi quá gắt gào còn khối bảo thủ thì muốn cứng rắn để chấn chỉnh kỹ cương quốc gia thì đây là sự khác biệt của đôi bên thì quý vị vấn đề còn lại bà nikki haley đã gửi thông điệp này Bà nói rằng làm cách nào ông Trump thuyết phục được khối cử tri đã bỏ phiếu cho tôi. Đó còn tùy thuộc vào Donald Trump. Có nghĩa là bà muốn báo cho ông Trump biết là ông phải có một cái phương pháp nào dung hòa giữa khối cứng rắn bảo thủ và thiểu số ôn hòa để có thể giành được chiến thắng và đoàn kết tuyệt đối trong đảng Cộng Hòa. Thì quý vị, đây cũng là một trong những cái thách thức của cựu của Tổng thống Trump bởi vì ông xuất thân là một người cứng rắn bảo thủ bây giờ làm sao làm việc với phía ông hòa và thuyết phục được phía ông hòa là cái chính sách cứng đắng này nó đứng đắn có thể là nó sẽ gây khó chịu cho quý vị thời gian đầu nhưng nó ổn định thời cuộc quốc gia nó ổn định chính sách đối ngoại và nó tái lập trật tự kỷ cương tại hoa kỳ rồi sau đó chúng ta sẽ mềm lại nhưng trong giai đoạn đầu để chấn chỉnh cái hỗn tạp do joe biden gây ra chúng ta cần phải cứng đắn đây là cái cách mà ông Trump có thể thuyết phục được các khối cử tri ôn hòa mà vẫn có một cái khác biệt với ông Trump. Thì quý vị, lần này cho thấy rằng là sự chiến thắng của ông Trump vào cái ngày Super Tuesday đã giúp cho ông lên một cái level cao hơn. Một chính trị gia thật sự, nhưng mà một chính trị gia với tinh thần yêu nước làm việc cho quốc gia, chứ không phải là một chính trị gia sôi thịt, xa lòng, dùng cái vị trí chính trị của mình để trục lợi cá nhân và cho phe đảng. Đó là cái học thuyết mà ông Trump đã đưa ra và lần này cái học thuyết cũng có vẻ đã được đa số đảng Cộng hòa chấp thuận. OK, quý vị, đó là một trong những cái bài thảo luận ngày hôm nay cho thấy rằng là đảng Cộng hòa đã đoàn kết. Vấn đề còn lại là làm sao đối đầu với Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.